Thưa quý vị, tiếp tục chuỗi hoạt động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, tối qua chương trình giao lưu giữa các đại sứ văn hóa đọc thành phố Hồ Chí Minh và độc giả đã diễn ra hết sức sôi động. Hai năm gần đây, thành phố Hồ Chí Minh chính thức giới thiệu hai nhiệm kỳ đại sứ văn hóa đọc. Trong mỗi chuỗi hoạt động về sách, các đại sứ luôn là những hạt nhân nồng cốt tích cực chung sức cho thông điệp mỗi người dân thành phố là một đại sứ văn hóa đọc. Không chỉ khi mà được giao cái vai trò trọng trách là đại sứ này mà mình mới có trách nhiệm là mình phải lan tỏa những cái thông điệp về việc đọc sách, về văn hóa đọc. Kể cả trước khi được trở thành một đại sứ của chương trình thì Linh cũng đã có những cái hoạt động, ví dụ như là hoạt động chạm đọc. Đó là nơi mà Linh đã đem tới một cái nguồn sách cho hai trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đã đem đến những cái đầu sách mới, thú vị và với cái giá thành nó hợp lý với các em học sinh. Ngay trong Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm nay, thành phố Hồ Chí Minh chính thức giới thiệu nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là đại sứ văn hóa đọc trọn đời. Gắn bó với sách và văn hóa đọc, nhà nghiên cứu 104 tuổi này vui mừng về sự sôi động của thành phố Hồ Chí Minh trong các hoạt động về sách. Bây giờ thấy người đọc sách nhiều vậy thì vui là tất nhiên rồi, và cũng mừng cho cái nền văn hóa của dân tộc chúng ta. Bởi người đọc sách nhiều thì kiến thức sẽ mở mang lớn rộng, trình độ sẽ cao hơn, mọi hoạt động cũng như sự trong xã hội nó sẽ tốt đẹp hơn. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, con người cần tiếp cận với những nguồn tri thức khổng lồ của nhân loại, bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại, mở cánh cửa đến tương lai. Việc xây dựng văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng ngày càng trở thành nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng văn hóa và phát triển con người Việt Nam.